dược bóp ngay tại khu vực Little Sài Gòn đang trước bưu điện Bô Sa. Nó không xài được chị Yến Chí. Chị không biết mặt nó luôn hả? Làm sao biết được? Không, hình dáng. Hình dáng nó là mỹ mễ hay không, cái gì không? Không thấy được, tại vì đang lái xe. Chị xuống kiến cái nó giật liền. Trời ơi là... lâu rồi. Vậy là nó ngồi nó rình chị rồi. Bây giờ chị ra, chị mất bình tĩnh là chị đừng có chạy, chị ra lại rồi chị chờ chút xíu, chị nhớ số phone này gọi để em gọi để cho người nhà ra hỗ trợ chị. Chị mất bình tĩnh rồi, ngồi đó đi, nó đang gọi cảnh sát sẽ đến. Ok. Đó, kính thưa quý vị, đó là cái người phụ nữ đã dịch bệnh chiếc bóp. Cô ta ngồi trong xe và xuống kiến. Thì không nhớ rõ là Mỹ Mễ hay là người xứ nào, nhưng mà thò tay bệnh dịch chiếc bóp và lên xe chạy mất tiêu rất là lẹ. Chúng tôi ngồi ăn phở bên trong, chúng tôi ra liền nhưng mà không kịp nhìn thấy xe luôn, rất là lẹ. Đó. Gần 5 giờ chiều thứ 6 ngày 12 tháng 6, đây là khu vực bị dịch bóp. Nạn nhân là đi một chiếc xe Toyota màu trắng, là một phụ nữ cũng đứng tuổi khoảng trên dưới 50. Chúng tôi đưa cái tin này lên mới nhất để cho những ai mà trong khu vực từ xa hoặc từ đâu đến Little Sài Gòn trong những ngày này phải hết sức cảnh giác. Đúng là giật chiếc bóp ngay tại phở lớp trên đường Bô Sa gần 5 giờ chiều ngày thứ 6 12 tháng 6 năm 2019. Quý vị nhớ share cái tin này để cho mọi đồng hương khắp nơi chúng ta biết về đây phải hết sức cẩn thận. Ngồi trong xe xuống kiến để cái bóp kế bên mà thò tay vào giật và lên xe chạy. Chúng tôi và một số anh em ở trong vào lớp đứng ở đây mà không phản ứng kịp thì chạy quá lẹ đi. Và hình như là cũng có vượt cả đèn để chạy luôn thì chúng tôi phản ứng không kịp, nhưng chúng tôi đã ra để mà đưa tin lên để mà cho quý vị biết cái tin này, share nhau để về đây giật bóp. Bây giờ ra cho đi, chị mất bình tĩnh rồi, đừng cho chị chạy. Anh ra xe vô giùm chị đi, đậu lại đi. Rồi coi có số quen đó. Cái để đó đi, không sao đâu. À. Đó. À. Hơi lỡ rồi chị, đồ bình tĩnh đi, cảnh sát họ sẽ đến nó làm cái report cho mình. Dạ, nó làm report. Cái gì trong phở lớp họ gọi rồi, người witness đứng đây đông lắm. Đúng rồi. Trời ơi, đã bảo chị hoảng quá, không cần biết cái gì hết. Nhìn bây giờ không biết Mỹ Mễ hay là người nào luôn, chứ còn hoảng quá thôi. Chị mất bình tĩnh rồi, chứ để cho cảnh sát đến, chị bình tĩnh lại chút xíu. Nhưng mà bây giờ diễn tả thôi. Đó. Maybe thì khi cảnh sát đã đến nó sẽ hỏi những cái khu vực trong đây. Mình không hỏi, không nói mà có biết đâu, hy vọng. Chứ đừng có lo. Giờ cảnh sát đã đến, cứ bình tĩnh. Giờ chuyện nó đã xảy ra rồi, chờ cảnh sát nó đến. Bây giờ cảnh sát tới. Dạ, nó không có làm gì hết được hết đó. Ở cảnh sát đến kìa. Dạ. Sao giờ này nó xài. Dạ. Đó, chị cứ bình tĩnh, chị nói từ từ nha. Chị cứ bình tĩnh, chị nói từ từ. Lấy hết rồi. Đó. Bình tĩnh. Kính thưa quý vị, là gọi chị gọi 5 phút sau thì cảnh sát thành phố Westminster đã đến để mà giúp đỡ. Quý vị đang nghe là nạn nhân trình bày cái vụ mà giật bóp rất là lẹ, cho nên khi quý vị hết sức cẩn thận về đến chơi khu vực. Cảnh sát cũng đã đến nơi để mà giúp đỡ cho mọi người, nhưng mà khi có chuyện gì xảy ra nghi ngờ, quý vị nên gọi cho cảnh sát. Chị cứ bình tĩnh để chị nói chuyện với cảnh sát sẽ giúp chị nhiều lắm. Chị đứng ở đó đây, đứng giúp cho chị nhiều lắm. Chị đừng có lo, đừng có sợ mất gì hết á. Thẻ thun có cái, nó chuyện đâu nó còn có đó, đừng có lo. Dạ. Mà nó lộng hành thiệt đấy chứ. Tức là bây giờ là chị ta rất là hoảng hốt, không còn nhớ được cái chỉ biết người đó là người đàn ông thôi chứ còn.
tức là đậu xe trong Bắc Kinh, dè ra và chuẩn bị xuống đường Bô Sa thì trời nóng quá, xuống kiếng, vừa xuống kiếng thì từ hướng tay phải của chiếc xe đó thì người đó đã đến và giật chiếc bóp để chạy và chạy về hướng này. Thì biết chạy về hướng này đó thì cô hoảng quá thắng lại. Tức là chạy giật ngược về hướng này và sau đó chạy về phía đường hẻm của Vua Khô Bò và Bưu Điện. Cảnh sát đang cảnh sát đã đến và giúp đỡ cho cô ta. Cho nên một lần nữa xin quý vị đến chơi ở khu vực Bô Sa cẩn thận trong những ngày này, thì như là tức là quá lộng hành rồi quý vị ơi. Cẩn thận khi mà đến đây chơi quý vị nhé. Nạn nhân vụ giật bóp là một phụ nữ chừng khoảng trên dưới 50 tuổi, đi chiếc xe màu trắng, tức là cô ta trong Bắc Kinh, cô ta dè ra. Đó, dè ra đây này, xe vẫn trong tư thế để chuẩn bị xuống đường Bô Sa. Thì trời nóng quá, cô ta xuống kiếng, vừa xuống kiếng bên phải một cái thì cô ta nói là phía góc bên đó, và góc mà giờ cảnh sát đang đứng làm việc của cô ta, là có một người đàn ông đi đến và chụp cái giỏ chạy mất. À, và chúng tôi ở trong trong rừng phở đi ra cũng không giúp gì được, chỉ biết nhìn theo đây thì cái sự việc nó xảy ra quá lẹ đi. Cảnh sát đang làm việc với lại cái người mà bị giật chiếc bóp đó. Mà cái người mà rành hơn hết là cái những người ở trong phở lớp cũng rất là nhanh nhẹn gọi cảnh sát và hép đỡ những người mà bị nạn trong lúc này. Đó, một vài tin tức là chúng tôi còn phải đi làm việc, báo đến quý vị về Little Sài Gòn hết sức cẩn thận nha quý vị. Đó quý vị, đó đang mô tả lại để cho cảnh sát nắm được tình hình, hy vọng là giúp đỡ cô ta có được một cái biên bản, một cái gì đó để mà trong vấn đề làm lại giấy tờ cho nó dễ dãi hơn. Một cái tin nhắn, một cái message để gửi hết cho quý vị, nhớ share cái tin này ra nhé. Giật bóp ngay giữa Little Sài Gòn, rất là lẹ, rất là nhanh. Nạn nhân là một phụ nữ chừng khoảng 50 tuổi, chạy ngược về phía sau và lên xe chạy ngược về cái hướng Santa Ana. Quý vị thấy mũi tên chỉ không? Đó tức là giật xong này, đó đi ra phía sau, lên có người chờ sẵn, lên xe chạy vòng qua bên kia và đi về hướng kia. Tức là đồng bọn nó đã ngồi sẵn trong xe và một người xuống để mà giật thôi. Quý vị phải hết sức cẩn thận nha. Đây là những người có mặt mà nhìn thấy hiện trường, nhưng mà tại vì cái hành động nó xảy ra quá lẹ đi và quá liều lĩnh đi. Đã thêm một người nữa đã nhìn thấy chiếc xe đó, chiếc xe nó không có license plate luôn. Đó thêm một nhân chứng nữa đã cung cấp những cái tin tức cho cảnh sát. Một lần nữa quý vị nhớ share cái tin này cho mọi người khi mà đến Little Sài Gòn, khu vực Bô Sa trong những ngày về đây nghỉ hè hoặc là từ xa đến, phải hết sức cẩn thận nha quý vị. Một cái vụ giật bóp vừa xảy ra trong vòng bao nhiêu phút đó, nạn nhân là một phụ nữ đang đứng với cảnh sát để mà trình bày lại. Tức là cô ta, đó đây là chiếc xe trong tư thế chuẩn bị xuống để ra đường Bô Sa, cô ta đậu Bắc Kinh tại đây. Đó, đây là cái Bắc Kinh cô ta đậu, cô ta dè ra và cô ta đó, mà có trời nóng mà cô ta vừa xuống kiếng để chuẩn bị chạy ra đường để đi về hướng Bô Sa, thì một người đàn ông đây từ cái hướng này, tức là từ cái hướng của cái bức tường của nhà hàng Can Lạc đó, chạy ra đây đó và giật chiếc bóp trên xe, rồi sau đó chạy về cái hướng của bưu điện. Và đã có người nhìn thấy là chiếc người này đã có một người ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn và chạy bọc ra đường Bô Sa, đi về hướng Santa Ana
thì chúng tôi cũng chạy ra, nhưng mà chúng tôi không chỉ nhìn thấy cô này giật khóc thôi, nhưng mà có một người nữa đó, cái anh đội mũ xanh là nhìn thấy chiếc xe đó màu xám và xe không có bảng số xe và trên xe có hai người đó. Đó là một cái tin rất là nhanh gọn gửi đến quý vị, và quý vị nhớ xe cái tin này ra về Little Sài Gòn hết sức cẩn thận. Một vụ giật bóp táo bạo xảy ra ngay tại Little Sài Gòn lúc gần 5 giờ chiều thứ sáu 12 tháng 6 2019. Cảnh sát đến nơi đang là tìm những tin tức để mà giúp đỡ và đưa lại vấn đề an toàn cho mọi người, mà không biết tình hình như thế nào. Tức là Little Sài Gòn những trong những ngày tháng vừa qua rất là nhiều những cái tin gọi là giật gân và bất an cũng như là bất lợi cho tất cả những người nào kém cảnh giác hoặc là sơ ý. Và nếu mà có cảnh giác đi nữa, mà quý vị thấy cái gì nghi ngờ thì hết sức tỉnh táo đó. Cứ đi nhắn gọn đây, cảnh sát đang làm việc với nạn nhân bị với cái người phụ nữ bị giật bóp. Chúng tôi xin ngừng vì chúng tôi phải đi làm chương trình bây giờ, chúng tôi không có thể tiếp tục đứng đây mãi nữa. Thôi chào quý vị nhé. Dạ, yeah, ok, xin chào. Giật bóp táo bạo tại khu vực Little Sài Gòn thứ sáu 12 tháng 7 2019 lúc khoảng 5 giờ chiều. Chào quý vị.